Rồi ok, hello các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cao độ mới. Thì ở trong cao độ này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cao độ đầu tiên trong chuỗi series video chia sẻ cho các bạn về cách mà chúng ta có thể tự học được phần mềm AutoCAD 3D. Đầu tiên ở trong cao độ này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái giao diện của phần mềm AutoCAD 3D. Thì như các bạn thấy ở trên màn hình, đây chính là cái giao diện AutoCAD 2D. Để chúng ta chuyển được cái giao diện 2D sang giao diện 3D, các bạn làm như sau. Ở đây các bạn sẽ chọn vào cái phần bánh răng, các bạn bấm vào mũi tên ha. Ở đây các bạn chọn nhận biểu tượng là 3D Modeling. Sau khi các bạn bấm vào biểu tượng thì cái phần mềm nó sẽ tự động chuyển sang cái giao diện AutoCAD 3D. Và như các bạn thấy ở trên màn hình, đây chính là giao diện AutoCAD 3D. Và ở cái giao diện AutoCAD 3D này mình sẽ chia sẻ sơ qua một chút xíu. Thì ở đây các bạn sẽ thấy đầu tiên là chúng ta cũng có được cái thanh công cụ toolbar ở trên. Với cái thanh công cụ toolbar này, các bạn có thể mở một cái bản vẽ mới, các bạn có thể mở một cái bản vẽ có sẵn, các bạn có thể save một cái bản vẽ, hoặc các bạn có thể save as một cái bản vẽ với một tên gọi khác, hoặc là các bạn in bản vẽ ra, nó tương tự như là ở trong AutoCAD 2D. Thứ hai là các bạn sẽ thấy được cái dải ribbon. Ở trên cái dải ribbon này nó có rất là nhiều tab, ứng với từng tab thì nó sẽ có những thanh công cụ khác nhau. Và khi đi chuyên sâu vào từng phần á, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ứng dụng của từng thanh công cụ. Ví dụ như ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái thanh công cụ là Home. Thì ở trong cái tab Home này, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thanh công cụ nhỏ. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có cái công cụ Modeling là cái nơi để chúng ta dựng khối. Rồi, chúng ta có cái phần là Edit nè, tức là cái phần chúng ta sẽ tùy chỉnh những cái khối, cũng như là cái phần Brow là nơi để chúng ta vẽ 2D. Rồi chúng ta hiệu chỉnh. Rồi về cái quan sát bản vẽ hoặc là quản lý layer. Được chưa? Rồi chúng ta có cái tab Solid, chúng ta có tab Surface. Thì đi vào ở những cái video sau thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ứng dụng cũng như là chức năng của từng cái công cụ có trong những cái tab này ha. Rồi tiếp theo ở đây các bạn cũng thấy cho mình là cái gì? Một cái thanh file tab. Thì nó cũng tương tự như là ở trong AutoCAD 2D thôi. Nó tương tự là trong AutoCAD 2D. Thì cái thanh file tab này dùng để làm cái gì? Cái file tab này nè, nó có chức năng á, là dùng để quản lý những cái bản vẽ mà các bạn mở ở trên cái màn hình làm việc này. Khi mà các bạn muốn chuyển đổi, ví dụ như là ở đây mình có thêm một cái bản vẽ là số 2 chẳng hạn, hoặc là số 3 chẳng hạn. Thì khi mà các bạn muốn chuyển đổi từ bản vẽ số 2 sang bản vẽ số 3 thì chúng ta sẽ dựa vào cái file tab này, chúng ta chuyển đổi nó rất là nhanh. Ok ha. Rồi tiếp tục các bạn sẽ thấy cái gì? Chúng ta sẽ có cái giao diện làm việc chính là cái khung này, là cái giao diện làm việc chính, là cái nơi để chúng ta thực hiện bản vẽ của mình. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có một cái thanh đấy, đây là cái thanh command line, là cái nơi để chúng ta nhập lệnh. Như bạn thấy ở đây chúng ta cũng có hai môi trường, một là môi trường model để chúng ta dựng khối, hai là môi trường layout để mà chúng ta trình bày bản vẽ. Rồi tiếp tục chúng ta cũng có cho mình một cái thanh toolbar, thì đây là cái thanh công cụ tương tự như là trong AutoCAD 2D. Rồi ở trong cái phần này á, giao diện AutoCAD 3D nó có một cái phần cũng khá là hay, đó chính là cái view queue. Cái view queue này là cái mà giúp cho chúng ta quan sát được các mặt của bản vẽ 3D, của cái khối 3D của mình. Chút xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem cái demo cái bản vẽ 3D ở trong phần mềm AutoCAD nó như thế nào ha. Rồi ok, thì đây chính là tổng quan về giao diện. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái nội dung tiếp theo là gì? Là khi mà các bạn đã áp dụng và sử dụng được thành thạo AutoCAD 3D rồi, trong trường hợp mà các bạn không muốn hiển thị cái dải ribbon này thì các bạn có thể bấm vào cái mũi tên ở đây để mà các bạn thu nhỏ cái dải ribbon này lại ha. Các bạn bấm một cái nè thì nó sẽ thu nhỏ cái dải ribbon này lại, bấm một cái nữa thì nó sẽ thu nhỏ cái dải ribbon này lại, bấm một cái nữa thì nó sẽ tiếp tục thu nhỏ cái dải ribbon này lại. Hoặc là các bạn có thể bấm vào cái mũi tên ở đây, các bạn chọn ba cái chế độ này. Ví dụ các bạn chọn chế độ đầu tiên nè, đó thì nó sẽ hiển thị ra cho các bạn. Rồi chọn chế độ thứ hai, rồi chọn chế độ thứ ba, rồi bấm vào đây, nó thì nó sẽ trở lại bình thường cho mình. Ok ha. Rồi trong trường hợp mà các bạn muốn nó mất luôn á, thì ở đây nó có cái mục là clean sheet, các bạn bấm vào dấu ba gạch nè, các bạn chọn vào clean giúp mình ha. Các bạn tìm đến cái mục là clean. Đây, clean clean screen nè. Đó, các bạn bấm vào đây, chúng ta sẽ có biểu tượng này, các bạn bấm vào biểu tượng. Các bạn bấm vào cái biểu tượng clean screen này thì
nó sẽ ra cho chúng ta một cái giao diện như thế này. Hoặc là các bạn có thể bấm cái tổ hợp phím là Ctrl 0 ha. Ở đây các bạn đưa vào biểu tượng nè, thì chúng ta sẽ có được cái tổ hợp phím là Ctrl 0. Ở đây chúng ta bấm Ctrl 0 nè, nó thì nó cũng mở lại cho mình. Ok ha. Thì đây chính là cái cách để mà các bạn có thể ẩn hiện cái giải ribbon này. Bây giờ mình sẽ mở lên một cái bản vẽ 3D có sẵn. Rồi đây chính là một cái bản vẽ 3D có sẵn của mình. Bây giờ chúng ta có thể xem tất cả các mặt của bản vẽ này ha, bằng cách là các bạn vào tab view nè. Các bạn chọn cái mặt. Đây các bạn bấm nhập phần view trên đây. Ví dụ chúng ta muốn xem hình chiếu bằng thì chúng ta chọn mặt top nè. Ok ha. Rồi chúng ta muốn xem hình chiếu đứng thì chúng ta sẽ chọn cái mặt là from. Rồi các bạn muốn xem hình chiếu cạnh thì các bạn chọn mặt là left. Các bạn thấy là cái view queue của mình ở bên đây nó sẽ tự xây cho chúng ta. Hoặc là các bạn ấn giữ phím shift, các bạn ấn chuột giữa nè, để các bạn quay cái vật thể của mình, để mà chúng ta xem được cái vật thể của mình ha. Rồi, ở trong cái phần quan sát bản vẽ này, chúng ta có những tùy chọn sau. Ở đây các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng này để các bạn xem tùy chọn. Ở đây chúng ta có những cái tùy chọn, ví dụ mình chọn cái dạng này thì nó sẽ cho chúng ta ra cái bản vẽ này. Rồi các bạn tùy chọn những cái dạng khác ha, các bạn chọn những cái tùy chọn khác để mà các bạn xem cái demo bản vẽ của mình. Ok ha. Đó. Thường thì mình sẽ lựa chọn cái tùy chọn này để mà mình quan sát bản vẽ. Ở đây, thay vì các bạn chọn cái khung nhìn ở đây thì các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng view queue ở đây. Ha, các bạn bấm vào biểu tượng view queue bên đây để mà các bạn xem. Ha. Rồi để quay trở lại thì các bạn sẽ chọn ở đây, các bạn chọn như isometric nè. Nó sẽ quay trở lại cho mình. Thì đây là cách để cho chúng ta có thể quan sát được cái bản vẽ ở trong cái phần mềm AutoCAD 3D này ha. Rồi, ok. Bây giờ trong rất là nhiều trường hợp có một số bạn không muốn sử dụng cái biểu tượng view queue này thì các bạn có thể tắt nó đi. Chúng ta tắt bằng cách nào? Để tắt được cái biểu tượng view queue này, các bạn chọn vào view. Sau đó các bạn bấm vào view queue ở đây. Rồi các bạn muốn tắt cái thanh này luôn ha. Thì các bạn ở đây các bạn bấm vào đây, các bạn tắt cái thanh này đi luôn. Ok chưa? Đó. Thì đây là cách mà để cho các bạn có thể tắt những cái biểu tượng không cần thiết để cho các bạn hành làm việc của mình được ok hơn. Rồi ở đây các bạn thấy là trong nhiều trường hợp các bạn sẽ không hiển thị được cái file tab này. Thì các bạn cũng vào view, các bạn thấy file tab không? Đây, các bạn bật file tab lên. Ha. Đó. Hoặc là cái phần layout tab, tức là cái biểu tượng dưới đây. Trong trường hợp các bạn không thấy được cái biểu tượng layout của mình thì các bạn bấm vào đây. À, các bạn bấm vào đây để các bạn bật tắt cái biểu tượng layout tab. Ok chưa? Rồi, thì đây là cái video đầu tiên mình chỉ giới thiệu cho các bạn tổng quan về cái giao diện của AutoCAD 3D thôi. Ở trong những cái video sau thì chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung cụ thể, chúng ta có những lệnh dựng khối như thế nào, chúng ta có tọa độ như thế nào. Thì ở trong những cái video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Nếu như các bạn quan tâm đến cái chủ đề là AutoCAD 3D này thì các bạn hãy cho mình một like cũng như là nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới để mà các bạn có thể liên tục update được những video mới nhất từ kênh YouTube của mình nha. Rồi ok, hẹn gặp lại bạn ở trong những video tiếp theo nha.